Thưa quý vị thì các bạn, Cảng vụ Hàng không Việt Nam cho biết sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức bước vào đợt cao điểm khai thác đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Và để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có thêm các giải pháp ứng phó cao điểm trong dịp Tết tới đây. Cụ thể, Cảng vụ Hàng không đã yêu cầu các đơn vị có liên quan theo dõi lịch bay, lượng khách các khung giờ, chú ý khung giờ cao điểm để sắp xếp tăng cường nhân sự sao cho phù hợp, giải tỏa hành khách kịp thời tránh tình trạng ùn tắc. Cùng với đó, Trung tâm khai thác ga Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất triển khai giải pháp tra cứu thông tin chuyến bay FIDS quốc nội và bản đồ phương tiện giao thông công cộng bằng mã QR code giúp hành khách tra cứu và đi lại được thuận tiện hơn. Được biết dự kiến lượng khách đi đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dịp Tết trung bình mỗi ngày là khoảng 130.000 khách.